Hey yo anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Chineo Game. Thì hôm nay mình sẽ gọi là gì ta? Review một cái con ác gọi là top 1 của tất cả các server 246. Đấy, thì hiện tại bên mình vẫn nhận nạp các gói lá giá rẻ anh em nhé. Đây, tất cả các gói này, giá rất là ưu đãi luôn. Ví dụ như là gói 100 đô này thì trong thì mình nạp có 1 triệu 8 mà. Anh em nào cần tỏ có thể inbox mình. Và hiện tại cái con ác này, con ác mình đang làm review này thì sẽ rao bán anh em nhé. Thì con ác này đang rao bán thì anh em nào có cần mua nick thì có thể inbox mình. Và đặc biệt là cái con ác này chưa dính số điện thoại anh em nhé. Đấy, nói chung là ác còn zin, chưa dính số điện thoại, vẫn còn trắng bóc luôn. Thì anh em nào cần thì có thể inbox mình để mà lấy ác nhé. Ok, và hôm nay mình sẽ review qua con ác này để anh em có thể quèo lừa hoặc là sử dụng hoặc là xem video của mình thôi. Ok, thì ác này đang sở hữu một cái set tri hồn bậc 13 đấy. Và đây anh em có thể thấy dàn đá của ác này rất là xịn sò luôn. Thì một cái viên đá ở ở cái nọ này thì sở hữu một viên đá ác tắt 5k và một viên hai viên đá ác cách 1k rưỡi. Thì cái viên đá ác tắt 5k này thì lúc trước Event á, thì muốn lấy được nó thì như đâu đó tốn 10 triệu anh em, 10 triệu một viên đá này đó. Thì anh em có thể thấy được cái đồ hiếm của cái dạng đá vàng như thế nào đấy. Tiếp theo là cái áo này sử dụng 3 viên đá HP Max bậc hình như đây là bậc 6 luôn, bậc 6. Nhận thì có 3 viên đá ác tắc bậc 5. Quần thì 2 viên bậc 6 này và một viên bậc 5 anh em nhé. Ở đây thì giày thì hai viên bậc 5 và một viên bậc 6. Ở đây thì ba viên bậc 6. Đấy, anh em có thể thấy cái dàn đá của cái ác này rất là ok, rất là xịn sò luôn. Thì một số tài nguyên của cái ác này cũng còn rất là nhiều. Đây, chuông có thể thấy anh em, chuông có thể thấy 119 cái chuông này. Đó. Và đá 5 sao, 6 sao tất cả đều có rất là nhiều. Đây, đá 5 này, đá 6 này, đó, đá 5 này rất là nhiều, đá điếc cũng áo quần đồ cũng rất là nhiều luôn. Về mặt nguyên liệu thì đây mình có thể cho anh em xem một số nguyên liệu. Ok, tiếp theo về thú cưỡi thì một cái ác VIP thì anh em có thể thấy dàn thú cưỡi của cái ác này hầu như là full sao đấy, trừ một số cái con mới ra thôi, còn tất cả các trang bị đều có hết đó. Và gì ta, tất cả các cái này đều từ 2 sao trở lên đó. Ok, tiếp theo là tủ áo. Thì tủ áo vẫn như là mọi khi, thì những cái ác VIP thì thường những cái tủ áo này rất là nhiều và đa dạng, anh em có thể quèo lựa rất là nhiều. Giống như cái này, thời trang Đông Dương mặc lên cũng rất là đẹp luôn. Ấy, anh em cũng rất thấy rất ok đúng không? Ok, về nọ thì nọ cũng có một số cái nọ đây. Một số cái này thì full hết rồi anh em. Một cái này thì full sao hết rồi. Còn một số cái dưới này thì hiện tại đang 3 sao, 2 sao. Đây, quạt cũng vậy, quạt cũng tương tự anh em nhé, quạt phi đao cũng tương tự thôi. Về cảnh giới thì ác này đang ở thần công cái thế cao cấp 7 anh em nhé. Đấy, về pet thì đang sở hữu hai con pet vàng. Đây, một con pet 400 để xem, một con 400, một con 360 attack. Đấy, đá thì anh em mình sau anh em xem rồi, có rất là nhiều đá luôn. Về cánh này, cánh thì mình sẽ sau anh em xem này. Cánh thì hầu như là, để mình xem nào, có hết anh em, từ hai cánh cuối thôi, hai cánh cuối hình như cánh này không biết ra chưa, cánh này có rồi. Đây, hai cánh này, cánh thì anh em có thể thấy dàn cánh cũng rất là nhiều, anh em có thể trang sức cũng rất là ok. Thì ở đây thì có một số ở đây thì có một số mấy cái này này đó, có cái này sau còn dư 119 cái mà mang không được ta, cấp cánh không đủ à? Chắc là chưa có nâng lên được cái cấp cánh để mà ấy anh em ơi, nên là chưa có đủ mang được. Về đơn dược thì ác này đang full hai cái đầu tiên đây và một số cái ở dưới này đó. Thì anh em có thể thấy đấy, ác này đầu tư rất là kỹ luôn đó. Và HP giảm thương thì wow, bác này tăng vào giảm thương nhiều phết nha. Giảm thương anh em có thể thấy là giảm thương ở hai cái dòng cuối này hầu như là gần mắc này, 150 này. Đấy, về kiếm tâm bên này cũng vậy luôn, bên bên này hai cái tất thì 350 300, 118 đến 350. Về kinh mạch thì hiện tại đang ở âm duy tầng 14 hay còn gọi là nhất đài tông sư. Đó,
Ở đây thì Actus sẽ là 10k, HP Max là 40k và giảm sát thương là 1k7 anh em nhé. Về Long Hồn thì Ác này đang chơi một set Long Hồn bậc 12 và đang có hai cái vàng. Thì anh em mua về có thể thấy được là cái dàn Ác này rất là xịn sò và giá thì giá cả cũng phải chăng thôi. Những anh em nào gọi là còn đam mê với cái tựa game này thì có thể inbox mình để lấy cái Ác này nhá. Và lá vàng anh em có thể thấy lá vàng hiện tại đang dư rất là nhiều, còn 1k rưỡi vàng anh em, 1k rưỡi vàng anh em có thể nâng lên tất cả đến khi nào mà chán mình nghĩ thôi. Và tất nhiên là bí kíp ở cái ác này là sẽ full hết bí kíp anh em nhé. Đây anh em có thể thấy là cái ác này thì full hết tất cả bí kíp đó liên quan đến đầm nọ đấy. Thì bạo điện thì tất cả tất nhiên là một cái ác vip thì bạo điện sẽ là full hết anh em nhé, full hết bạo điện, nhưng mà cái cấp đồ thì nó còn hạn chế thôi đó, cấp đồ còn hạn chế, còn tất cả các skill thì full hết rồi. Mình sẽ soi qua túy tiên. Túy tiên thì wow, bàn này ác này phun được hai cái và ác tất đang là 10k, HP max là 42k đấy. Về hồng nhang để mình xem hồng nhang ác này có cái gì. Hồng nhang thì có rất nhiều anh em nhá. Đây hồng nhang có thể thấy này, chương 15 cũng có, ui pin hết rồi anh em. Chương 14 này, ngọc điện ngông tự này, đấy, lập xuyên này chưa bao nhiêu quên mất tiêu rồi. Thần điện minh thần, thần điện minh thần là 15 anh em nhé. Ok thì còn gì để sau cho anh em xem nữa không nhỉ? Đây xem bảng xếp hạng thì cái ác này hiện tại đang ở top 1 tất cả các server đây. Tin anh thì không biết đi được bao nhiêu, bảng hơi yếu, yếu mà yếu anh em, hàng vừa sau bảng yếu quá mất tiêu. Đây hàng vực sâu cũng là đang top 1 này, hàng lực chiến để mình xem, hàng lực chiến thì top 1 anh em đấy, hàng lực chiến đang là 325 đây. Quên sau cho anh em xem cái chỉ số nhân vật cái chứ. Đây chỉ số nhân vật HP max đang sắp xỉ 11 triệu, 1 triệu 1, ác tắt là 250k, bảo kích 23%, bồi xuất bảo kích 45% đấy, và đam nọ anh em chú ý đam nọ là 69k đấy, một cái con ác rất là khủng khiếp. Nếu mà anh em nâng lên được cái bộ đồ màu vàng này nữa thì nó lên tầm 1k, tầm 1k anh em, tầm 1k sát thương, tầm thêm 1k đam nữa phải, hoặc là hơn đó. Có rất nhiều trong cái ác này để mà chơi và anh em có thể thấy là cái ác này đã phun rồng đấy, thức tịnh bộ kim tông phun rồng thì hiệu ứng của cái con rồng này chạy rất là đẹp luôn đó. Ok thì mà thì mình sẽ vào tác giả 17 cho anh em xem với cái con ác này thì mình sẽ cầm nói chung là vào tác chơi đấy, 1-2 ván chơi vui thôi, chẳng có gì anh em đó, 1-2 ván chơi vui thôi chứ cũng chưa khả năng cũng chưa qua được nội 17 đâu, nên là cũng vào đánh thử chơi vui đó. Mới vào mình thì thế này thì nghỉ cho anh em. quên nữa, mình chưa soi phát bảo cho anh em xem nha. Xong cái trận này mình sẽ ra soi thôi, mình thoát luôn đi, thoát luôn đi, chả quan tâm đâu, chả quan tâm cái phước ả này đâu anh em nha. Cái phát bảo nha, đây chà chà phát bảo đây, mình sẽ sau phát bảo anh em xuống. Thì anh em có thể thấy là tất nhiên là cái lung linh tháp sẽ là được ưu tiên hàng đầu và ở cấp 30 thì ác tắc đang là 3-7 đây. Tiếp theo là kính cung luôn cấp 20 và hồi du hộ nguyên vào. Pháp bảo thì hầu như có hết anh em nhé. Anh em mà muốn lấy được một cái pháp bảo này á thì sẽ tốn tầm, nếu tốn tầm 2 triệu một cái pháp bảo đấy, 2 triệu một cái pháp bảo anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 6 mà trừ cái kiếm này ra đi còn 5 là 10 triệu, thì anh em sẽ mất tầm 10 triệu để tốn hết cái pháp bảo này. Thì với cộng thêm với cái dàn đá này nữa thì anh em có thể thấy là cái dàn ác này đầu tư rất là kinh khủng luôn, nói chung là tiền trăm trở lên đó, trăm triệu trở lên đó. Thì thôi thì cái video này mình nghĩ là đến đây là kết thúc được rồi. Thì có thể là hẹn anh em ở một cái video tiếp theo về cái tựa game này, hiệp bia này đó. Thì anh em nào cần mua ác thì có thể inbox mình nhé.